Rồi, chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình thêm một cái wifi phụ ha. Thường thì các bạn hay dùng giá rẻ là TP-Link. TP-Link 841 ha, thần thánh nè. Ví dụ ha, nhà các bạn có một wifi nhà mạng nhưng nhà các bạn rộng hoặc có lầu gì đó, hai ba lầu gì đó. Các bạn lên lầu, các bạn ra nhà sau, các bạn không sử dụng được mạng thì các bạn gắn thêm một cái wifi phụ ha. Cái này là cước phí hàng tháng giữ nguyên nha các bạn. Cước phí vẫn giữ nguyên nhưng các bạn phải bỏ tiền ra mua thêm một cục phụ nè. Đây, cái này mình hướng dẫn các bạn cấu hình nha. Cái cọng dây màu vàng này tượng trưng cho cái khoảng kết nối ha, thường thường khoảng 20-30 mét về chạy bình thường ha. Ví dụ các bạn câu từ nhà trước ra nhà sau hoặc các bạn câu từ lầu 1 đến lầu 2 vậy đó. Rồi, đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình nè, xong mình ghim dây vô cho nó chạy ha. Con này thì nó có mật khẩu nè, phía sau nó có mật khẩu các bạn để ý nè. Cái password đó, password này password để đăng nhập ha, đăng nhập wifi ha. Còn password mà mình mật khẩu wifi là bên đây, wallet nè, wallet password nè, nó có hai mật khẩu nè. Còn bên đây là password mà 192.168.0.1 á. Rồi đầu tiên thì mình kết nối wifi trước ha. Cái này mới mua về thì cái tên nó là mặc định ha. Rồi các bạn bấm vô các bạn nhập mật khẩu cho phía sau lưng á. Rồi các bạn vào trình duyệt ha. Đa số TP-Link là 192.168.0.1 nha các bạn. Thường cái con nhà một, con nhà mạng là .1.1. Con này .0.1 thì mình khỏi cần đổi gì chứ ha. Mình cứ thế là mình gắn vô là mình cấu hình. Rồi cái password này các bạn nhập vào sau lưng của wifi ha. Rồi đầu tiên là các bạn cấu hình tên. Tên các bạn nên để tên chính của mình thêm số 2 nha. Nè, ví dụ nhà mình tên là FPT đi, mình để này là mình để FPT2. Cái này nó che hết nên không thấy đường luôn. Rồi FPT nè, thêm số 2. Rồi xong các bạn xem cái ha, xem dưới này. Rồi xong các bạn đập khẩu. Đây nó có dòng mật khẩu nè, các bạn đập khẩu nha bạn ha. Đấy, các bạn đặt vô các bạn, rồi các bạn xem cái nữa. Đây, mỗi lần xem là mình kết nối wifi lại nha các bạn. Rồi xong mình cấu hình nè. Nó có hai cách cấu hình là LAN WAN và LAN LAN ha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình là LAN WAN ha. Tức là con nhà mạng thì mình gắn vô cổng LAN và con wifi phụ thì mình gắn vô cổng WAN. Đây mình cho các bạn coi. Con nhà mạng chắc chắn là ra là cổng LAN rồi đó. Còn ở đây nó có hai loại cổng là cổng LAN và cổng WAN. Cổng WAN màu xanh và cổng LAN màu vàng. Các bạn cấu hình cổng WAN thì các bạn đặt cho khác cái địa chỉ IP ha. Còn cấu hình cổng LAN thì các bạn tắt DHCP là chạy. Các bạn nhớ nha. Bây giờ mình cấu hình cổng WAN thì không cần tắt DHCP ha. Con này mỗi lần thoát ra là nó bắt đăng nhập lại ha. Cái bạn này mật khẩu này các bạn nên đổi luôn ha. Nên đổi cái nào cho mình nhớ dễ. Mà đừng để từ 18 nha. Hoặc là 145 đừng để đó. Dễ quá anh ta phá. Rồi các bạn muốn đổi các bạn vô đây ha. Đây có chữ password nè. Rồi các bạn nhập. Cái này là username admin nha. Mật khẩu mặc định sau wifi. Rồi username mới các bạn thường các bạn đặt admin luôn. Còn mật khẩu các bạn đặt mật khẩu nào dễ nhớ. Rồi xong các bạn save lại ha. Rồi bây giờ mình cấu hình cổng WAN cho chạy ha. Từ mặc định cổng WAN nó là nó nằm ở PPPoE. Cái này là chạy với mình cho nó chạy chính á, mình mới chọn cấu hình này ha. Còn này mình cho chạy phụ thì mình chọn dòng đầu tiên ha. Các bạn nhớ chọn dòng đầu tiên. Dòng thứ hai các bạn đặt bằng tay ha. Mấy cái số này bạn tự đánh vô. Các bạn cứ để mặt auto đi. Rồi các bạn chọn gì là chạy đó, save.
Rồi các bạn để ý dòng IP này ha. Bây giờ mình ghim cái cổng cổng LAN qua cổng WAN ha. Cổng LAN của Wi-Fi nhà mạng qua cổng WAN của Wi-Fi phụ là con 841. Rồi các bạn để ý cái dòng màu đỏ này, nó để là cổng WAN nó được tháo đó. Rồi bây giờ nó có IP rồi ha. Thì IP con chính của mình là 15.1 ha. Con này 0.1 thì không đụng. Khi nào bạn nào mà bị đụng trùng IP á thì các bạn vô phần LAN nè. Bạn đổi trong đây ha. Ví dụ con chính của mình vẫn 0.1 á thì cái này mình đổi thành số khác ha. Mình đặt thành 2.1, 3.1 gì cũng được. Rồi xong mình save là được. Các bạn nhớ để ý với phần này nha. Rồi, giờ mình test mạng ha. Rồi ok. Rồi chúc các bạn thành công ha. Cách này thì mình không tốn tiền thêm hàng tháng ha. Cái này mình chỉ tốn tiền mình mua thêm cái wifi này thôi. Khoảng vài trăm ngàn với tiền dây. Cái này cũng có cách để mình bắt không dây nữa. Cái chức năng bắt không dây thì nó nằm ở WDS ha. Nhưng mà cái này thì không ổn định, mình không hướng dẫn. Cái chức năng đó mình giới thiệu sơ cho các bạn luôn ha. Nó nằm ở trần wireless nè. Này các bạn thấy WDS không? Một cái đó xong các bạn nhấn vô cho nó quét. Nó sẽ quét tất cả các wifi xung quanh luôn. Đó, giờ mình câu muốn câu wifi nào thì mình nhấn vô, connect vô. Này mình nhấn connect. Rồi các bạn nhập mật khẩu của cái cục mình muốn câu á, nhập vô ha. Rồi bấm save là được. Rồi save xong các bạn cho chờ nó kết nối ha, xong các bạn vô DHCP, các bạn tắt DHCP bỏ là xài được ha. Rồi chúc các bạn thành công.